Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Trường Ninh Tướng Quân của tác giả Bồng Lai Khách. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 31. Vương phi đã nói vậy, chuyện cứ thế mà định, Nhiếp Chính Vương tạm thời ở lại. Y phái người về thành rời lại nghị sự vốn định vào hôm nay, bảo đại thần không nên chờ nữa. Bên này mấy người đi vào, hai cặp tự chia ra ở điện thất phần mình, kẻ hầu đi cùng hầu hạ chủ nhân đặt chân. Dù đã trưa, xong đã đến nơi, cả đám nào ai có tâm tư ăn uống gì, qua loa dùng bữa xong liền chuẩn bị ra ngoài. Rất nhanh, hai bên thu dọn xong, đi ra. Trang thị vốn có mang theo y phục cho y, thuốc thận huy mặc y phục đi săn, bên trong trung đan lụa trắng, bên ngoài là lớp áo nhung đơn giản và áo kép gấm, trên tím dưới đen, hông đeo đai lưng, bội kiếm, cung treo bên yên ngựa, lưng đeo túi đựng tên cắm đầy vũ tiến, dưới chân là một đôi ủng da màu đen sáu cạnh, dáng vẻ hoàn toàn khác biệt với bộ công phục trang nghiêm trong chiều thường ngày. mày kiếm mắt sáng, khi khái hào hùng từ bên trong tỏa ra, bừng bừng như ánh nắng trói trang giữa bầu trời. trần luân cũng ăn mặc tương tự y. công chúa vĩnh thái bình thường hiếu động, ra ngoài thường xuyên không mùi xe, không sợ xuất đầu lộ diện, dùng mũ rèm che mặt cũng rất giỏi cưỡi ngựa. hôm nay nàng mặc một bộ áo dài quần lửng tiện cưỡi ngựa, khoác áo khoác không tước, lung linh lộng lẫy. Lục đi ra nhìn thấy cách ăn mặc của Khương Hàm Nguyên, mắt không khỏi sáng rỡ. Cô búi mái tóc dài một búi đơn giản lên đỉnh đầu, người mặc nam phục gấm đỏ thấm, viền chỉ vàng kim, thắt lưng trang trí đá quý nhiều mặt, chân mang giày đen, khoác trên vai một lớp áo choàng viền lông trắng chống lạnh. Từ đầu đến chân, hiên ngang lưu loát, người phát sáng như hồng ngọc, thật khiến người ngắm không rời nổi mắt. Công chúa không chấp mắt, ngó lom lom một lát, lập tức kêu gượm đã, quay đầu chạy vội vào, trừng ra ngoài đã thay bộ váy ban nãy thành nam phục cười nói hôm nay ta cũng không đội thứ đồ bỏ mũ rèm che mắt kia bắt trước bừa học cách ăn mặc của em gái vậy phò má chàng xem ta vậy có đẹp không dáng vẻ công chúa kiều diễm ăn mặc như trai tráng mang lại một cảm giác khác biệt với nhiếp chính vương phi có nét thanh tao riêng trần luân quen nhìn nàng nữ trang bỗng ăn mặc thế cũng thấy mới mẻ vội nói đẹp công chúa bèn kéo khương hàm nguyên cười cười nói nói đi ra. Bên ngoài, gác chuồng cũng đã đưa tuấn mã đã chọn lửa kỹ đến, thị vệ tùy tùng cũng chuẩn bị xong cung tên cho chuyến săn hôm nay, đèn đuốc thức ăn, bàn, ghế, lều các thứ thông thường để nghỉ ngơi. Chờ bốn người họ lên ngựa, vương nhân và hộ vệ của Trần Luân dẫn thủ hạ phía mình đuổi theo, một toán mười mấy người, phóng ngựa gào thét, lên đường đi cấm huyền. Cấm huyền thực sự rộng lớn, rong rồi mãi chỉ thấy hồ nước lớn nhỏ sâu chuỗi không dứt dãy núi nhấp nhô liên miên, lại xuyên qua một mảnh rừng rậm, rạng rỡ không chớp mắt. Tiếc núi duy nhất, chính là dù có nuôi thả bách thú trong cấm nguyền, song hiện giờ mới đầu xuân, không phải là lúc tuyệt vời để đi săn, gặp phải rất nhiều thú cái đang mang thai, dĩ nhiên không thể bắn. Đám người xuất phát sau giờ ngọ, chớp mắt, sắp hết nửa ngày, chỉ bắt được lẻ tẻ bảy tám con thú nhỏ thỏ rừng gà rừng lơ mơ sông ra. Thấy trời đã chạm vảng, thấm thoát đến đây cách cung cũng khoảng gần trăm dặm, giờ mà không quay lại e trời muốn tối. Trần Luân dù chưa hết hứng nhưng cũng đành dừng lại, hỏi Nhiếp Chính Vương, phải chăng nên quay về bây giờ. Y ngẩng đầu nhìn trời, nhìn sang Khương Hàm Nguyên, dục ngựa tới gần hỏi. "Sao rồi, trời cũng đã sắp tối, nếu nàng đã hết hứng, vậy thì về nhé." Từ lúc lên đường xuất phát ở Nhạn Môn cho đến giờ đã hơn mấy tháng, hôm nay Khương Hàm Nguyên mới lại có thể có cơ hội phóng ngựa thỏa thích, thật ra còn lâu mới tận hứng. Cô thì không sao, về chậm chút, đi đêm cũng cưỡi ngựa như thường. Xong lo cho vĩnh thái công chúa. Cô nhìn công chúa phi ngựa phía trước, vừa lúc này, từ trong bụi cỏ phía trước một bóng hươu nhảy ra. Con hươu rất lớn, cặp sừng rất to, là con hươu được đầu tiên hôm nay gặp phải, rất to khỏe. Vút! Công chúa phía trước ngó thấy, lập tức bắn tên, vô tiễn bay thẳng đến con hươu, khó khăn lắm đến lúc sắp tới đích, hươu được nhảy vọt lên, thoát cái vụt qua trước mắt mọi người xông vào trong rừng. Con mồi tới tay cứ thế bay mất. Mau đuổi theo. Công chúa hô to, thúc ngựa đuổi theo trước. A à, mông, quay lại. Trần Luân hô to. Vĩnh thái công chúa nào nghe anh ta, phi ngựa nhanh đến chỗ bụi cỏ trũng trước mặt. Trần Luân cuốn quyết cáo lỗi với thúc thận huy, đuổi theo cả người. Cả nửa ngày mới bắt được mấy con lèo tèo, vương nhân và bọn thị vệ còn chưa đã ngứa, bỗng thấy con mồi tốt chạy tới, công chúa lao ra phò mã hô không về đuổi theo bảo vệ vợ cả đám không tránh khỏi cũng có phần dục dịch song nhiếp chính vương chưa lên tiếng cũng không dám động quay lại mười mấy cặp mắt đổ dồn đến y nhiếp chính vương thu tầm mắt từ trên người công chúa và trần luân quay lại nhìn khương hàm nguyên còn chưa kịp mở miệng như có một ngọn gió lướt qua trước mặt cô đã phóng ngựa đi chớp mắt đã bỏ lại mình tất cả đuổi theo y quay lại quát đám thị vệ lập tức dục ngựa đuổi theo. Bọn thị vệ đầy hưng phấn, đáp lời, nhao nhao gìm ngựa, lần lượt vào rừng. Trời đã tối dần, tia sáng trong rừng còn muốn tù mù hơn bên ngoài, con hưu kia cũng biết hôm nay mạng nhỏ e thế là hết, hoảng hốt chạy bừa trong rừng, sông trái chạy phải, phía nước đại không thôi, con đường phía sau lưng người đi chật hẹp lắt léo, người đuổi theo lại nhiều, trái lại rất bất lợi hành động. Một đám người, lượn theo con hưu được trong rừng mãi lâu, cuối cùng, khi sắc trời hoàn toàn tối, hưu lại mất dấu. Toi công bận rộn một trận. Công chúa Vĩnh Thái đầy bực bội, xuống ngựa dẫm chân không ngừng. Trần Luân vội an ủi, bảo ngày mai bắn tiếp, chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn, công chúa được trồng rỗ dành hồi lâu mới miễn cưỡng hết giận, lại lên ngựa. Tranh giành vừa rồi, cơ bản là công chúa mang người đoạt trước, nhiều người, đường lại hẹp, vào rừng không lâu, Khương Hàm Nguyên đã không lên tham gia náo nhiệt, chỉ theo phía sau so với cô thúc thần huy còn rất lại sau cùng, từ đầu đến cuối đều ở sau lưng cô, không xa cũng không gần. Một chốc này, thấy công chúa ảo não, tính tình huyệt vẹt, vui giận tùy ý, hơi thấy đáng yêu và lạ lẫm, còn có mấy phần cảm giác mơ hồ ngay cả chính cô cũng không biết là gì. Này mới là dáng vẻ và tính tình của cô gái bình thường nhỉ. Cô thầm nghĩ, không giống như cô, theo như đêm thành hôn giữa cô và tên kia mà nói, ngoài một cơ thể, thứ khác cô cũng chẳng khác nào một tên đàn ông. Đây không phải đang gạt đối phương, đây là sự thực. Có thể nói, từ nhỏ đến lớn, người phụ nữ duy nhất cô tiếp xúc chính là già hầu cạnh mẹ ở thành Vân Lạc, đồng thời tiếp xúc cũng không nhiều. Có thể sống một mình một liều trong quân doanh đã là đặc quyền lớn nhất của cô. Cô không muốn mình trở thành khác biệt trong mắt người khác, từ 78 tuổi đã kiên trì đuổi người đi, sau đó luôn tự độc lập sinh hoạt. Cô vĩnh viễn không quên năm mình 13 tuổi, lần đầu tiên trải qua nguyệt sự đó là một buổi chiều hè nắng nóng phang vào đầu bụi vàng bay bay cô mồ hôi đầm đìa đang thao luyện cùng đồng đội trong quân bỗng mơ hồ cảm nhận được một cơn đau bụng chưa từng có như phát ra từ chỗ sâu nhất trong người phản ứng chậm một nhịp bị đồng đội đạp chúng một cước ngã ra đất đứng lên xong rất nhanh cô cảm thấy bên dưới mình như có một loại chất lỏng ấm áp xa lạ chảy ra cô tưởng là vì một cú đá kia không muốn để ai biết Càng không muốn để ai xem nhẹ, lặng lẽ quay về chỗ ở, tự kiểm tra, phát hiện chất lỏng ấm áp chảy từ trong chỗ kín kia, lại là máu đỏ tươi. Hôm đó trùng hợp Khương Tổ vọng cha cô lại không có ở trong doanh. Thật ra cho dù ông có ở đấy, bình thường cô cũng chưa từng đi tìm ông báo rằng mình bị thương ở đâu, huống chi là tổn thương thế này. Cô cũng không đi tìm quân y, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, hoàn toàn không thể nói ra miệng, hy vọng lần này cũng sẽ giống như những lần bị thương khác. Nhịn tí rồi sẽ ổn. Đêm hôm đó, máu lục tục chảy, mãi chả ngừng, làm phần quần áo cô lung tung dùng để ngăn nó đều thấm sạch. Cô cho là lần này có lẽ mình phải chết thật, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, lại cực kỳ không cam lòng. Hôm sau, phát hiện mình chưa chết, vẫn còn sống, ngoại trừ bụng dưới vẫn còn đau đớn, đổ máu rất không tiện ra ngoài, hình như không còn gì khác. Cứ thế, cô một mình né tránh, do do dự dự, giữa việc nói hay không nói với người khác đang sợ hãi và đau khổ trong may mắn mấy ngày, rốt cuộc kỳ tích cũng phát sinh trên người. cơn đổ máu giống như lúc nó đột một tới đã tự đột một ngừng lại. bỗng có người đưa tới một túi nước dơ ra trước mặt cô. khương hàm nguyên chợt thu lại ánh mắt đang chân chân nhìn công chúa, xoay qua thấy thúc thận huy rồi ngựa lên dừng bên cạnh mình vừa đưa qua cô một túi nước. sạch đó chưa uống qua. y thấy cô chỉ nhìn không nhận nói luôn. cô chậm rãi nhận lấy uống mấy ngụm đòi nắp đóng. Thế nhưng y nhận lại từ tay cô, tùy ý đưa lên miệng túi nước cô vừa uống qua, hơi ngửa cổ uống mấy ngụm. Cô định cản nhưng không kịp, đành ngậm miệng làm như không thấy. Vừa rồi đang suy nghĩ gì thế? Ta thấy nàng cứ mày nhìn vĩnh thái. Y nhét nắp xong tiện tay quang túi nước vào trong túi yên ngựa mình, như thuận miệng hỏi. Cô xoay lại nhìn y. Đám thị vệ chung quanh đã nhóm đúc chiếu sáng, trong ngọn lửa, y nhìn mắt cô hơi lấp lánh trong đồng tử còn có hai đốm lửa nhảy múa. Giữa hai đốm lửa trong con ngươi cô, dường như nhìn thấy chút ít mùi vị tìm tòi nghiên cứu. Bỗng khiến cô sinh ra một loại cảm giác khó chịu giống như bị xâm phạm. Theo bản năng cô né tránh và cự tuyệt. Không có gì, thấy công chúa thật đáng tiếc. Ngài không thấy đáng tiếc sao? Cô hỏi ngược, y đưa mắt nhìn chị mình, cười cười, từ chối cho ý kiến. Lúc này Trần Luân đi tới, hỏi tiếp theo đêm nay nên làm sao? ngoảnh lại, vì đuổi bắt hưu, họ đã đi thêm một hai chục dặm đường. Giờ căn cứ vào trăng cao trên đỉnh đầu mà đoán, đâu chừng là giờ hợi, quay về chắc hẳn đã nửa đêm về sáng. Hơn nữa, ban đầu đuổi theo con hưu vòng quanh trong rừng đến chỗ này chưa từng tới qua, hơi mù hướng, tìm đường quay về cũng phải tốn ít nhiều thời gian. Quay về có vẻ không thực tế. Hơn nữa, công chúa cũng có phần mệt mỏi, e là cưỡi ngựa đường xa không ngừng như vậy trần luân có vẻ hơi khó xử thúc thận huy trầm ngâm nhìn khu rừng phía trước nói ta nhớ lúc bé ta từng theo phụ hoàng đi săn đã tới vùng này phía lối ra khu rừng trước mặt hẳn có một khu thung lũng trong đấy có khe suối trong gió cũng không lớn lúc đi có mang theo lều hay là đêm nay qua đêm trong thung lũng y nói xong nhìn sang khương hàm nguyên ý nàng thế nào khương hàm nguyên chẳng thành vấn đề chớ nói có lều vải dù ngủ ngoài trời cũng là chuyện thường ngày với cô. Cô gật đầu. Ta không sao, công chúa được không? Vĩnh thái công chúa thấy có phần mới mẻ, cười nói. Vô cùng được luôn, em gái có thể, sao ta lại không? Chủ ý này của vương đệ hay lắm. Đêm nay chúng ta ở trong cốc, quyết định vậy đi. chương 32 Vương Phi nàng nói xem, có phải thế không? Vầng trăng bạc treo trên không khu rừng, phát ra luồng sáng nhợt nhạt lạnh lẽo, chiếu xuống toán người nối đuôi nhau tiến lên trong rừng. Thúc Thận Huy dẫn đoàn người sau lưng cưỡi ngựa xuyên rừng, tiếp tục đi tới mấy dặm, nghe được tiếng suối róc rách, lại theo tiếng suối mà đi, quả nhiên, vòng qua triển núi dưới ánh trăng triền, thung lũng đã xuất hiện trước mắt. Đi từ chiều đến giờ, giữa chừng chỉ nghỉ ngơi ngắn ngủi vài lần, cảm xúc kích thích trước đó giờ đây hầu như mất sạch. Đoàn người vừa đói vừa mệt, rốt cuộc đã đến chỗ nghỉ đêm nay, mừng rỡ, dối rít xuống ngựa bận rộn chọn một chỗ địa thế bằng phẳng hơi cao hạ trải, hơn 10 thị vệ dưới sự chỉ huy của vương nhân chia ra, một nhóm dựng lều, một nhóm nhóm lửa, một nhóm khác đến mép nước mổ rửa thỏ rừng gà rừng bắt được. Rất nhanh, lửa nhóm lên, thịt được dài một lớp muối mỏng nướng trong lửa, hâm thêm ít lương khô mang theo và rượu, chia ra cho thị vệ, bốn người thúc thận huy khương hàm nguyên và trần luân công chúa Vĩnh Thái ngồi cạnh đống lửa, uống rượu chuyện phiếm. Công chúa ngồi bên cạnh Khương Hàm Nguyên ban đầu nàng mệt nhoài, giờ đã lại tinh thần, cộng thêm là người ưa nói, đều là tiếng nàng. Nói chuyện đi săn hôm nay, rồi bắt chuyện với Khương Hàm Nguyên, hỏi cô rất nhiều chuyện trong quân doanh, Khương Hàm Nguyên trả lời từng câu một. Công chúa nghe say sưa ngon lành, thần trí đầy tập trung. Lại hỏi. Vậy là từ nhỏ em lớn lên trong quân doanh nhỉ? Hẳn chịu không ít khổ rồi. Vừa rồi cùng công chúa nói chuyện, Khương Hàm Nguyên để ý, thúc thận huy ngồi phía đối diện đống lửa hình như thỉnh thoảng ngó sang bên này giờ nhìn lại quả thật thấy y chuyện phiếm với trần luân bên cạnh cách đống lửa có vẻ lại đưa mắt sang đây cô nói cũng không hề cha tôi ở ngay trong quân chăm sóc tôi rất nhiều vậy cũng nào dễ dàng biên tái nghèo nàn tất cả đều là đàn ông chị thật sự cực kỳ kính nể em công chúa nói lấy bình rót chén rượu mời cô nàng là công chúa cao quý lại là chị của thúc thận huy khương hàm nguyên có không hiểu cấp bậc lễ nghĩa cũng không dám nhận đùn đầy không dám công chúa nghiêm mặt em gái giết địch nơi chiến trường uy danh hiền hách thật sự làm dạng dỡ thể diện đám phụ nữ chúng ta chị thật vô dụng có thể có cơ hội kính em một chén là vinh hạnh của chị mới phải có gì mà không dám chị uống trước để kính nói xong uống phần mình trước khương hàm nguyên đành nhận lấy uống vào cũng rót một chén lại cho nàng đáp lễ Trần Luân thấy vợ mình xưa giờ không thèm coi trọng ai lại kính trọng yêu thích nữ tướng quân Vương Phi Thế, trong lòng cũng vui vẻ, uống nhiều thêm đôi chén, hơi chuyến choáng, câu nệ mấy năm qua vì địa vị và uy nghi tích tụ của kỳ vương cũng có phần buông lòng, cười nói. Không biết Điện Hà còn nhớ tuần biên nhiều năm trước không nhỉ? Ngày cuối cùng trước khi hồi kinh, thần cùng Điện Hà đi chơi săn bắn ở biên tái ấy. Thúc thần Huy thu lại ánh mắt từ đối diện, nhìn anh. Dĩ nhiên là nhớ, không phải anh cảm thấy tình cảnh hôm nay giống hôm đó chứ? Người hiểu thần, là Điện Hạ. Trần Luân cười kinh y một chén. Thần nhớ hôm đó phóng ngựa biên tái, hôm sau, Điện Hạ vẫn hào hứng chưa giảm, lại nổi ý muốn đi Linh Khâu Tế Triệu Vương. Lúc ấy đã là hoàng hôn, Điện Hạ nói đi là đi. Cả đoàn chúng ta lên đường ngay trong đêm, đi một đêm, sáng sớm hôm sau đã đến Linh Khâu. Lúc ấy Điện Hạ 17, thần cũng vừa cưới công chúa không lâu thoáng trước mắt đã nhiều năm vậy rồi anh than thở thuốc thận huy cười tự rót chén rượu cho mình nâng chén từ xa với trần luân trần luân cũng bận rộn rót đầy hai người tự uống phần mình uống xong anh ta tiếp tục giờ đây điện hạ là nhiếp chính cao quý thần may mắn không xứng với chức vị cao thần nhớ hôm đó vương nhân cũng đi theo bảo vệ điện hạ đêm nay cậu ấy cũng ở đây trải qua nhiều năm lại cùng ở một nơi tình cảnh cũng tương tự lẽ nào không khiến người cảm khái. À đúng rồi, đêm đó còn có một người. Anh ta chợt nhớ đến. Thúc thận huy một tay cầm chén rỗng, đang xoay xoay chơi đùa, nhướng mắt nhìn anh ta, vẻ nghi ngờ. Là tiểu binh dẫn đường cho chúng ta ấy. Điện Hà còn ấn tượng không? Thần nhớ Điện Hà thương xót y còn bé, cuối cùng tặng cho y một miếng ngọc bội tùy thân, bảo y về quê nhà cưới vợ. Không biết tiểu binh ấy giờ ở đâu nhỉ? Nếu theo lời Điện Hà về quê, giờ hẳn đã cưới vợ thành ra lâu rồi con cái quẩn quanh đầu gối rồi nhỉ thúc thận huy như đang nhớ lại lát sau hẳn đã nhớ ra gật đầu chỉ thấy con trẻ lớn nào thấy mình đã già cũng không biết tên nhóc ngày xưa giờ sao rồi có câu bạch câu quá khích tuế nguyệt thôi nhân sao hẳn là thế này sao thời gian như bóng ngựa trắng lướt qua cửa năm tháng thúc giục người điện hạ chớ hiểu lầm trần luân vội nói điện hạ đang tuổi rực rỡ, sao lại cảm khái thế? Chẳng qua mấy năm nay, trải qua chuyện một số người, thần mới có phần cảm thấy cuộc sống vô thường, mới mượn rượu nói bậy đôi câu thôi. Nguyện sau nhiều năm nữa, thần cũng còn có thể cùng điện hạ uống rượu nói cười ban đêm như này, đời người không còn gì tiếc nuối. Thúc thần huy lại châm chén rượu, nâng một nâng. Nhất định. Đối diện đống lửa, công chúa dần say, cổ tay trắng trống cằm, vừa nói người vừa hơi dựa vào Khương Hàm Nguyên. Khương Hàm Nguyên nãy giờ rũ mắt nhìn đống lửa trước mặt, không hé một lời, cảm giác được nàng ấy đã say, sợ nàng ngồi không vững té ngã, hồi thần, duỗi cánh tay, vững vàng đỡ sau lưng nàng. Công chúa lại nói vài câu với cô, càng nhìn càng thấy đáng yêu, xoay qua nhìn thúc thận huy. Tam lang, em với phò mã nói chán ngắt gì thế? Chị thật là thích vương phi của em đó. Đêm nay em nhường cô ấy cho chị để chị với nàng ngủ chung nhé. Nói xong, không đợi đáp lại, chuồi từ trong vòng tay nữ tướng quân ra, miễn cưỡng tự đứng dậy, kéo cô đứng lên theo. Em gái, đi nào, chúng ta ngủ chung đi, bọn hắn nói nhiều quá, để bọn đàn ông ấy nói cho đủ đi. Trần Luân tỉnh táo lại, biết nàng đã say, lại ngó qua nhiếp chính vương thấy không mở miệng tỏ thái độ, biết ý, lập tức bước qua đưa tay đỡ vợ, gỡ cánh tay kéo vương phi kia, tả tội. Điện hạ, công chúa say rồi, không dám quấy giày điện hạ và vương phi nghỉ ngơi, thần đưa nàng đi ngủ. Thúc thần Huy chậm rãi đứng lên, đưa mắt nhìn vợ chồng anh ta vào căn lều vài phía trước cách mấy chục bước, cạnh đống lửa giờ chỉ còn lại hai người Y và Khương Hàm Nguyên, cách đống lửa, đứng đối mặt nhau. Y khượng lại, nhìn sang cô. Trễ rồi, chắc nàng cũng đã mệt, ngủ đi, ta đi xem việc gác đêm chút. Nói xong cất bước đi. Thùng lũng qua đêm chỗ này hẹp dài, chỉ cần chia ra trông chừng hai hướng ra vào là được. Vương nhân kiểm tra xung quanh xong, chia thị vệ thành hai nhóm, sắp xếp trực luân phiên, cho một nhóm ngủ trước. Chính cậu ta định trực vào khung giờ khó chịu đựng nhất, cho nên cũng phải gấp gáp chập mắt một chút. Thấy nhiếp chính vương đến, bận rộn ra đón. Thúc thận huy hỏi mấy câu trực đêm, nói xong còn chưa đi, bảo vương nhân tự đi nghỉ ngơi không cần theo, y tiếp tục đi một vòng xung quanh, tới đứng bên dòng suối một lát. Vương nhân đoán, hẳn là nhiếp chính vương tính tình cẩn thận, đang tự mình kiểm tra chung quanh cũng là bình thường, dù sao người ở nơi hoang dã, Vương Phi và công chúa đều ở đây. Cậu ta nào dám đi ngủ, ở ngay bên cạnh chờ. Khương Hàm Nguyên đã vào nằm trong chiếc lều vài còn lại. Chiếc lều dành cho nhà giàu kinh thành dùng nghỉ ngơi khi du lịch nơi hoang dã, chất liệu và đồ đồ vật bên trong dĩ nhiên tốt hơn trong quân doanh nhiều, nhưng để tiện mang theo, dựng lên cũng không lớn, còn phải xếp đặt nến hộp thức ăn dương quần áo hoặc là lò sưởi khi trời lạnh các thứ, chỗ còn lại cũng chỉ đủ hai người cùng nằm. Cô nằm xuống xong, chừa một chỗ cho y, sau đó xoay vào vách lều, nhắm mắt nghỉ ngơi. Qua một đỗi, cửa lều có động, y bước vào, có lẽ đứng đấy một lúc, rồi cởi áo ngoài, thổi đèn trong lều, từ từ nằm xuống. Hai người nằm hai đầu, ở giữa, cách chừng một khuỷu tay. Trong lều bên này, tối thui lạnh lùng, không chút động tĩnh, hai người nằm xuống, như lập tức ngủ thiếp đi trong chiếc lều khác cách mấy chục bước bên kia bầu không khí lại rất khác trần luân vịnh cô công chúa say rượu vào lều thu xếp một hồi cũng xong đang muốn tắt đèn đi ngủ nhớ tới một chuyện nói hôm qua nàng cũng theo ra vườn mai à sao lại nhiều chuyện thế thấy thứ gì cũng không nên nói ra ngoài công chúa hừ lạnh ông còn phải nhắc tôi à quay lại nhìn chồng càng nhìn càng thấy không vừa mắt thật là vô dụng mới nãy tôi ngồi không vững là em gái tướng quân đỡ tôi. Còn ông đang làm gì, ở đâu ra mà lắm lời thế nói với Tam Lang mãi không xong. Không biết cậu ta thầm chê ông rông dài sao, bình thường trước mặt tôi, sao không thấy ông mở nửa miệng đi. Người ta tân hôn yến nghĩ đó, nếu không phải tôi mở miệng nhắc nhở, tôi xem ông có phải dính lấy cậu ấy nói đến bình minh không. Bắn hưu cũng thế, lúc sau nếu không phải ông cản đường tôi, tôi đã bắn chúng lâu rồi. Được việc không thấy, hư việc có thừa. Trần Luân bị nửa đoạn đầu nàng dậy ngậm miệng không trả lời được. Tần hôn hai người như keo như sơn, từ sớm đến tối, hận không thể dính lấy nhau, chuyện ấy Trinh Anh từng trải qua. Nhưng rồi nghe đến nửa sau, giờ khóc giờ cười, sở dĩ gấp gáp kề sát, là vì trong rừng tù mù, cũng không tiện nói, sợ nàng cưỡi ngựa quá nhanh lỡ có chuyện ngoài y muốn. Bận rộn giải thích, lúc này sắc mặt công chúa mới khá hơn chút, phàn nàn hôm nay cưỡi ngựa lâu đau lưng phò mã thay nàng xoa bóp vốn đã uống chút rượu lại chỗ này xoa xoa chỗ kia bóp bóp khó tránh khỏi dần dần động tình hai bọn họ vợ chồng nhiều năm hiện giờ trần luôn lại bận rộn việc công trong chuyện phòng the khó tránh mệt mỏi qua loa đêm nay người ngoài vùng hoang dã công chúa lại ăn mặc thế kia thật kích thích cảm giác của phò mã đã tới thì không thể cản hai người đều sung sướng đến tận cùng lo lắng duy nhất là tiếng ồn sợ kinh động đến vợ chồng nhiếp chính vương cách mấy chục bước kia. Dù đoán không chừng hai người họ lúc này cũng đang trong thân mật, nhưng về phía mình, dầu gì cũng lớn tuổi hơn, không ý tư cũng khó ăn nói, đành cật lực nén âm, đỡ thấy xấu hổ. Sau khi y vào liều nằm, trong bóng đêm Khương Hàm Nguyên từ từ nhắm mắt, từ từ, cơn buồn ngủ ập tới, đang mơ màng, bỗng nhiên, một sợi âm thanh kỳ lạ lọt vào trong tai. Em mờ thanh ấy cực kỳ nhỏ bé yêu ớt, đứt quãng, như có như không, nghe cũng cực kỳ kiềm chế. Thoạt đầu cô cho rằng mình nghe lầm, hay là có con côn trùng nào đang nấp ở đâu ngoài vùng hoang dã ríu rít, không để ý. Ai ngờ sau một lát, âm thanh ấy lại chui vào tai tiếp, nghe hướng hình như là từ chỗ công chúa với phò mã lọt tới. Cô ngẩn người một lát, chợt rõ ràng. Nếu chỉ một mình cô ở đây, nghe thì nghe, không sao, nhưng sau lưng cô, ngay lúc này còn một kẻ khác đang nằm không biết y ngủ chưa nếu còn thức giống cô hoặc y đã ngủ thiếp đi lỡ bị âm thanh kia làm bừng tỉnh khương hàm nguyên không hiểu sao mềm nhũn cả người một cảm giác xa lạc kỳ quái như nằm trên bàn trông mấy chung rượu ban tối uống kia như hóa thành chổi lông mềm mại trong đêm tối nhẹ nhàng quét lên da thịt quanh người cô cô chịu nhịn nhắm mắt chờ một lát định đợi phò mã và công chúa kết thúc ai ngờ hai người họ hình như không dứt có thể lâu đến vậy cuối cùng khương hàm nguyên quyết định không chờ nữa ra khỏi liều tạm thời rời đi cho xong xem như ngủ ở đất hoang lấy trời làm nhà thật ra cô cũng qua đêm được cô mở to mắt dùng động tác nhẹ nhất có thể không kinh động đến người bên cạnh từ từ ngồi dậy đang định đứng dậy nào ngờ trùng hợp người đang nằm cạnh cô cũng ngồi dậy cô dừng lại y cũng dừng lại hai người ngồi cạnh nhau trong bóng tối không ai nhúc nhích một đội sau khương hàm nguyên đang định đứng dậy chợt nghe y thấp giọng Nàng ngủ tiếp đi, ta lại ra ngoài xem bọn vương nhân trực đêm thế nào. Y đứng dậy, hình như cũng chẳng lấy áo ngoài, mở cửa lều đi ra. Trong lều chỉ còn một mình cô, Khương Hàm Nguyên ngồi tiếp một lát, từ từ, nằm lại. Lại một lát, động tĩnh nhỏ xíu đến từ giữa trời đất quấy dày cô yên giấc cũng hoàn toàn lắng lại. Thúc thần huy đến gần sáng vẫn chưa về, mãi đến khi sắp sáng, trường canh năm, y mới gión rén vào lều, đem theo cả người lạnh ngắt, nằm xuống. Dây lát, bình minh. Liệu bên này, hai người mới cưới chưa bao lâu đi ra, nhìn kỹ, vành mắt hình như có quầng xanh, tinh thần uể oải, yên tĩnh không nói. Còn cặp vợ chồng đối diện lại như cây già nở hoa, hăng hái, đến cả ánh mắt nhìn đối phương cũng giống như cuốn quýt dính một chỗ. Thúc thận huy làm như không nhìn thấy, gọi bọn vương nhân chuẩn bị hôm nay quay về. Hôm qua nửa đêm về sáng, nhếp chính vương bỗng ra lại bảo vương nhân đi ngủ y không buồn ngủ gác đêm thay vương nhân không hiểu dĩ nhiên ban đầu không dám nhận lời sau thấy y làm thật ngồi ở cửa thung lũng mới tin đi ngủ đêm qua nghỉ ngơi không tệ dĩ nhiên sớm nay tinh thần phấn chấn sắp xếp thủ hạ ai làm việc nấy sau khi qua loa rửa mặt vệ sinh hâm nóng vài món cả đám người dùng nhổ liều lên đường quay về đường về hôm nay có vẻ như trời trên cao đền bù, thu hoạch tương đối khá. Bắn hai con hoáng vàng, dê rừng cáo thỏ các loại không dưới mấy mươi con. Yên bọn thị vệ sớm hết chỗ treo, một đường chờ đầy thắng lợi quay về, đến trời tối, thuận lợi về đến tiên tuyền cung. Trang thị và chi sự hành cung biết được dẫn người ra đón tiếp toán người về tới. Hôm qua nhiếp chính vương không về, hôm nay cũng đã trễ. Vốn dĩ về đến hành cung đi suốt đêm về thành, đến nơi, công chúa lại không cho y đi, chỉ sắc trời bên ngoài nói. Trời tối thui rồi, nhiếp chính vương có suốt đêm chạy về, cũng đã nửa đêm, đại thần nào còn mở mắt chờ nghị sự với ngài chứ. Với cả, nếu quả có chuyện gấp quan trọng, hôm nay đã mau đưa tin hối thúc tới đây rồi. Đám đó, tài giỏi thì tài giỏi, nhưng ai nấy đều tinh tướng, nếu thật sự có chuyện lớn ai sẽ bằng lòng gánh trách nhiệm chứ. Ta còn không biết chúng sao, cưới một ngày ngựa, ngày không mệt à, nghe chị, Tối rồi ở lại một đêm, sớm mai trở về cũng được. Lời này thật không thể nào phản bác, cứ thế, Nhiếp Chính Vương lại ở lại qua đêm. Tối đó, không giống như đêm qua, dùng cơm xong, Nhiếp Chính Vương và phò mã hai người cùng tắm suối nước nóng. Bên này, công chúa cũng đến gọi Khương Hàm Nguyên, nói đã giữ lại hồ tốt nhất, chuẩn bị hoa quả và rượu, hai người cùng đi tắm suối giải mệt mỏi. Khương Hàm Nguyên nhã nhận từ chối, nói mình bẩm sinh khác người chịu không nổi việc ngâm suối nóng. Công chúa nghe xong hết sức kinh ngạc, Khương Hà Nguyên liên tục tạ lỗi, dù công chúa thấy tiếc núi cũng đành thôi, đi một mình, ngâm một lát cũng thấy vô vị, cộng thêm săn bắn một ngày cũng mệt mỏi, bèn đi nghỉ sớm. Càng lúc càng muộn, Khương Hà Nguyên đã ngủ trước, xong người kia vẫn chưa quay về. Cô đoán, lúc này, phò mã cũng đã về bầu bạn cùng công chúa. Y đi đâu nhỉ, đã ra ngoài đi nơi khác hay là vẫn còn một mình đơn độc nằm trong hồ nước. Cũng chẳng liên can đến cô. Cô từ từ nhắm cặp mắt, bình tâm hít thở, từ từ, cảm nhận được một tia mỏi mệt, đang lơ mơ buồn ngủ bỗng nghe có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ ngoài cửa cung thất. Khương Hà Nguyên bỗng bừng tỉnh, tưởng y quay về. Cô không cài then cửa, tự y đẩy vào là được. Nhưng người không thấy vào, một lát sau, lại gõ nhẹ hai lần. Khương Hàm Nguyên đành đứng dậy đi qua, mở cửa, đứng ngoài cửa là Trang Thị. Trang Thị tạ lỗi đã quấy giày cô nghỉ ngơi, lại tiếp. Phò mã về tầm cung đã một lúc mà vẫn chưa thấy điện hạ, cũng không để ai vào hầu hạ. Vừa nãy gõ cửa, cũng không đáp, ban tối ngày và phò má có uống ít rượu, bình thường trương bảo hầu hạ điện hạ một bên, cậu ấy không có ở đây người khác cũng không tiện vào. Vương Phi có thể qua đấy xem chút không, nhắc chừng điện hạ, suối nước nóng không thể ngâm quá lâu giọng điệu trang thị dỗ cũng không khác thường mấy, rất huyền truyền, nhưng nhìn ra được, trong vẻ mặt bà đã đượm chút lo lắng. Khương Hàm Nguyên nghe xong, lập tức toát ra một ý niệm trong đầu. Chả lẽ là y say rượu ngủ, chết đuối trong hồ. Tim cô thích chặt, lập tức nói. Được. Cô giật đại lớp áo, chụp ngoài bộ đầu ngủ bên trong, chưa kịp thắt chặt dây thắt lưng đã lập tức ra nội điện. Miệng suối nước nóng không xa, ngay cạnh tầm điện, thoáng chốc đã đến, hai thị nữ đứng ngoài cửa trang thị cũng đứng ngay cổng khương hàm nguyên dùng sức gõ cửa điện hạ ta vào đây cô lên tiếng xong nghe không thấy tiếng bên trong không do dự nữa lập tức đẩy cửa đi vào vừa bước vào cô đã cảm thấy một luồng khí nóng ướt ập vào mặt bao lấy từ đầu đến chân cô lấy lại bình tĩnh nhìn lại đập vào mi mắt trước kia là mấy lớp màn mỏng thả từ đỉnh điện làm bình phong Bình thường lúc không ai ở đây sẽ mở cửa sổ mái cho gió lùa, đêm nay đóng kín bốn bề, màn mỏng kia lặng lặng rủ, không hề động đậy. Điền hạ, điền hạ. Cô thử thăm dò, lại gọi mấy tiếng, xông lên, một tay vén mấy lớp màn, đứng yên nhìn lại. Có vẻ bên trong là một phòng tắm to lớn. Bốn góc điện thất đốt đèn lưu ly, tia sáng dịu dịu. Mặt đất lát đá mài màu trắng trơn khảm hoa văn hạt châu. Ở giữa là một hồ rất lớn có thể chứa mười mấy người bên trong cùng bơi. Từ mặt ao từng sợi hơi nước nóng trắng lượn lờ tỏa. Trong màn sương khói mơ hồ ướt át, cuối cùng cô đã nhìn thấy người mình muốn tìm. Y đưa lưng về phía cô, ngồi dựa người vào một bên thành hồ nước nóng. Hai tay gác lên hai bên thành hồ, thân trên được ánh sáng gọt rũa, nửa lộ trên mặt nước. Chỗ tay có thể chạm đến có đặt một bầu rượu, hai chén đèn đêm. Đầu y hơi ngửa ra sau, không nhúc nhích, nhìn có vẻ đã ngủ không chết đuối là tốt rồi khương hàm nguyên nhẹ thở hắt bước chân chậm lại từ từ đi đến bóng lưng kia ho mạnh một tiếng điện hà rốt cuộc thì y say đến mức nào chứ vẫn chẳng hề phản ứng điện hà ngài tỉnh lại đi khương hàm nguyên hết cách đành đi tới phía sau y cô không chạm vào y chỉ lên giọng hô to vào tai y hô xong rốt cuộc cũng thấy y bỗng nhúc nhích cô còn chưa kịp thở phào nào ngờ nhìn thấy y trượt xuống dưới nước. Nếu trượt xuống, còn không phải chết đuối thật à? Khương Hàm Nguyên vươn tay, bắt lại cánh tay y kéo về mình, định ngăn y trượt xuống tiếp. Xong y vẫn tiếp tục trượt sắp chìm ngập đến mũi. Làn da y dính nước cực kỳ trơn trượt, sức nặng một người đàn ông trưởng thành kéo cũng không nhỏ, với tư thế này, chỉ dựa vào sức kéo một cánh tay có hơi chật vật. Bất đắc dĩ, cô đành phải ngang nhiên xông qua, dừng lại sau y cúi người, hai tay bắt vào đôi vai y định phát lực cưỡng ép kéo y từ trong nước ra y lại đột ngột xoay khuỷu tay trở tay nắm chặt cổ tay cô kéo xuống một phát khương hàm nguyên không hề phòng bị cả người rào rào rơi vào trong hồ cũng may cô quen thuộc mặt nước rất nhanh ổn định mình từ trong dòng nước nóng sông ra đứng vững lau nước trên mặt nhìn lại thấy y đã mở mắt cứ thế lười biếng dựa thành hồ nhìn mình còn đang cười vẻ mặt vui vẻ trông dáng chẳng có việc gì. Cô hiểu rồi, y vốn là đang vờ ngủ. Còn đùa nữa, mặt cô lạnh tanh, y lại làm như chẳng thấy, tự cười xong vươn tay với bầu rượu, rót một chén, đưa tới cô, mỉm cười nói. Rượu này ít ngọt, nàng làm một chén nhé. Khương Hàm Nguyên đoạt chén rượu ném vào trong nước, đẩy y, hai tay chống thành hồ nhảy vọt lên, người ra khỏi nước, sắp lên khỏi hồ. Sau lưng có tiếng nước, sau một khắc, một đôi tay bất ngờ duỗi tới, ôm chặt lấy cô ép cô về lại trong hồ nước. Người kia được thế xoay người theo, thừa lúc cô còn chưa kịp giữ thăng bằng đã đặt cô cạnh thành hồ. Ban nãy nàng là quan tâm ta, sợ ta chết đuối à. Mặt người đàn ông nhích lại gần cô, y trầm thấp hỏi, giọng có phần khàn khàn như mang theo dụ hoặc khuôn mặt bình thường cực đẹp kia, ướt súng, trong mắt như tranh tối tranh sáng lấp lánh. Theo y dựa gần lại, Khương Hàm Nguyên người thấy một mùi rượu cô chợt thấy mặt nóng bừng, tim đập mãnh liệt, nhất định là phẫn nộ mà ra. Cô biết mà, cô không dãy rủa cũng không đẩy ra, chỉ đăm đăm nhìn đôi mắt y, lạnh lùng nói. Đúng là sợ ngài làm quỷ chết đuối, có điều ngài nghĩ nhiều rồi, ngài là nhiếp chính, nếu bây giờ ngài chết, e là triều đình đại loạn. Ta là vì đại kế bắc phạt. Y không lên tiếng, nhìn cô, nhìn mãi lâu, bỗng gật nhẹ, lại cười. Ừ, ta cũng vậy ta vì đại ngụy mà cưới nàng, xem ra nàng và ta quả là xứng đôi, trời sinh một cặp. Khuôn mặt ngậm hơi nước càng sấn lại gần cô. Vương Phi nàng nói xem, có phải thế không? Đôi mắt y chăm chú nhìn vào mắt cô, miệng lại như mang theo giọng điệu mấy phần chiêu chọc, chậm rãi nói. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 33. Ta không thích thế này. Y từng tắc từng tắc tới gần, hỏi xong câu. Có phải thế không? là lúc đầu lông mày hai người sắp chạm nhau tự dưng dừng lại một giọt nước lăn từ trên trán ướt sũng của y rơi xuống mi tâm vì y dừng lại đột ngột chợt dọc theo sóng mũi cao của y mà lăn xuống khương hàm nguyên chẳng những có thể cảm giác rõ từng đợt hơi thở nóng hổi vấn vít mùi rượu ập vào mặt mình thậm chí dường như cũng cảm giác được hơi thở của mình phà vào mặt y cô hơi nín thở không chút do dự đưa tay đẩy y ra lần này cô dùng sức mà cũng vì thật sự y cũng đã say mấy phần, bị cô đẩy mất đà, lùi về mấy bước, không còn đứng vững mà lảo đảo rất âm chìm vào trong nước. Cô không thèm để ý, quay người định lên. Sau lưng nghe tiếng phóng ra khỏi nước, y vọt lên. Cô để phòng y lại ra tay lần nữa. Trong lòng hạ quyết tâm, nếu y còn dám dùng sức kéo cô quyết sẽ không nhịn nữa. Cô trống vào thành diềm hồ định nhảy lên thì nghe một chàng ho dữ dội sau lưng. Thì ra gã kia vừa bị sạc so rớt vào trong nước đột ngột. Khương hàm nguyên không nhúc nhích, đang đi lên thì nghe y. Nói. Đợt tí. Cô quay đầu lại. Y vừa ho khan vừa lội nước tới chỗ cô, dừng trước mặt cô nhưng không gần sát như ban nãy. Ho xong, rửa mặt dưới nước. Thôi, không đùa với nàng nữa. Nàng thật giống tượng đá. Khương hàm nguyên đanh mặt. Y sửa lại. Vừa nãy ta là thật ngủ thiếp đi đấy, không lừa nàng hôm qua ta gác một đêm không ngủ về vừa nãy lại cùng trần luân uống ít rượu anh ấy đi rồi ta không biết đã chợp mắt lúc nào nàng vào ta cũng không biết đến chừng nghe tiếng nàng gọi bên tai ta mới tỉnh lại y cúi đầu rũ mắt nhìn mặt hồ may nàng còn nhớ đến ta nếu không lỡ ngủ mà chìm mất nói không chừng tự chết đuối thật Mặt y đầy hơi ẩm ánh mắt rừng trên mặt cô cũng ướt súng giọng điệu nghe ra cũng chẳng giống nói xạo Khương Hàm Nguyên vốn dĩ không thèm để ý y gọi mình là đá này đá nọ, nghe xong, sắc mặt cũng hơi giãn ra, nói. Không liên can đến ta, là già trang không yên lòng, bảo ta đến xem. Y dừng đoạn. Nàng chịu đến, cũng thế thôi, vẫn phải tạ ơn nàng, ta còn túm nàng kéo xuống là ta không đúng. Trách ta uống quá nhiều, đầu óc mơ màng, nàng chớ giận ta. Giọng y đầy dịu dàng, như nước suối ấm áp đang thấm đẫm lấy da thịt cô, khiến người nghe mềm da, rất thoải mái. Giống như là lần đầu nghe y nói vậy, Khương Hàm Nguyên có phần không biết đáp lại thế nào, dựa lưng vào thành hồ sau lưng, trong phút chốc im lặng. Y không nói tiếp, cung thất tắm rửa to lớn này cũng hoàn toàn tĩnh lặng lại theo tiếng y. Tiếng đèn lưu ly cháy trong im ắng, trong tai như có tiếng bọt khí từ dòng suối nóng phát ra ùng ục ùng ục. Nước thấm đến giữa ngực cô, y phục mỏng manh nổi lên như cụm mây trôi trong nước. Lúc đến, cô chưa thắt chặt đai. Lưng vạt áo vốn đã lỏng lẻo giờ nổi trong nước từ từ trôi ra để y nhìn thấy chút đầy đặn mà căng mẩy miệng y bỗng thầm khô khốc hầu kết hơi nhúc nhích khương hà nguyên cảm thấy khác thường thuận theo ánh mắt người đối diện cúi đầu thoáng nhìn qua trước ngực mình y rời mắt cô hơi nhíu mày quay người một tay chống thành diềm hồ nhảy lên cùng với một tiếng rào người đã bay ra khỏi mặt nước hai chân chạm đất bọt nước văng đến trên mặt thúc thận huy ở sau lưng cô. Y nghiêng đầu qua, vẫn bị tung té đầy mặt. Khương Hàm Nguyên tiện tay kéo vạt áo che lại, định cất bước thì thấy trên chân chỉ còn một chiếc giày, chiếc kia chẳng thấy. Hẳn là lúc bị y kéo xuống hồ ban nãy đã rơi vào trong nước. Cô quay qua tìm, quả nhiên, nhìn thấy chiếc giày trơ trọi nổi trong hồ ở góc khuất đối diện. Y ra hiệu nàng chờ một lát, lội nước qua đấy nhanh chóng mò lấy giày cô, cũng ra khỏi hồ theo, toàn thân ướt đẫm, cầm giày yên lặng nhìn cô. Khương Hàm Nguyên không hé một lời, nhận lấy mang vào, xoay người đến chiếc bàn đặt y phục sạch ở trong góc. Y phục cô mỏng manh, ướt nhẹp dính trên người, mặc gần như không mặc. Nhón tay lấy y phục vốn của y khoác bên ngoài, lập tức đi mở cửa, nói với Trang Thị vẫn chờ ngoài cửa. Điện hạ không sao, ra lấy y phục cho ngài ấy đi. Trang Thị nãy giờ chờ ngoài cửa, ban đầu trong lòng hơi thấp thỏm, lo có chuyện, rất nhanh, nghe tiếng nói chuyện và tiếng khua nước mơ hồ vọng từ trong kia ra, cũng không rõ trong đó hai người rốt cuộc đang làm gì, liếc mắt đưa tình hay là cãi nhau. Nhưng hiển nhiên là không sao, bèn chờ tiếp, giờ thấy cửa mở, vương phi ướt sũng bước ra, phía sau ngài, nhiếp chính vương cũng thế. Ánh mắt từ người này chuyển sang người kia rồi thu lại, gật nhẹ đáp vâng. Khương Hàm Nguyên nói xong đi thẳng về tầm điện, thay y phục xong ngồi lau tóc đã bị y làm ướt sũng thị nữ chuyển bồn sưởi đến cho nhanh, giày vò hồi lâu cuối cùng cũng xong việc đi nằm. Không đầy một lát, cô nghe có động tính, biết y đã về, không thèm để ý, vẫn nhắm mắt như ngủ. Có vẻ như y đứng trước giường một lúc, thả màn che đèn đêm xuống, rồi lên giường nằm. Ánh sáng lờ mờ, Khương Hà Nguyên nghĩ có lẽ ngủ được rồi. Theo kinh nghiệm mấy lần nằm cùng giường với y, sau khi lên giường y chẳng mấy động tĩnh gì lớn, tướng ngủ rất tốt. Ai ngờ đêm nay rất khác, Lật qua lật về bên gối. Dù không đụng phải cô xong vẫn làm cô không cách nào ngủ nổi. Cô nhắm mắt, thầm đếm số lần y chờ mình, nhịn rồi nhẫn, nhịn đến lần chờ mình thứ 10, không thể nhịn nổi nữa, mở bừng mắt, ngồi dậy. "Ta đi ngủ chỗ khác đây." Cô nói, ngồi dậy toan xuống giường, y đưa tay ra vẻ ngăn lại. "Ta quấy nhiễu nàng ngủ à?" Cô không lên tiếng. "Nàng nằm xuống đi, ta cũng ngủ." Y nói giọng như khó chịu thoảng qua. Khương Hàm Nguyên liếc y, chậm rãi nằm lại. Rốt cuộc y không chờ mình nữa. Ở góc màn có treo mấy túi thơm giúp yên giấc, mùi hương trong màn tĩnh lặng nhẹ nhàng. Từ sau khi y vào, từ từ lẫn vào một sợi hương rượu. Tối nay đến cùng là y uống bao nhiêu nhỉ, cử chỉ khác thường thế. Khương Hàm Nguyên nhắm mắt, bình tâm lại thở đều đều chờ cơn ngủ đến, dần dần, cuối cùng cũng thấy buồn ngủ, bỗng, y nhích lại gần sau lưng cô, rồi một tay đặt lên eo cô, lật cô lại. Lại, cách một lớp y phục, chỗ da thịt nơi eo của Khương Hàm Nguyên nơi y đặt tay lên cảm giác rõ được độ nóng của lòng bàn tay y. Cô mở mắt, thấy y đang cúi về phía mình. Ta có thể. Y sấn lại gần hơn, môi gần như dán vào tai cô, thấp giọng, từng chữ từng chữ cứ như cho cô lời cam đoan. Ngài có thể chuyện gì? Khương Hàm Nguyên hấp tấp chưa kịp hiểu ý y. Nàng biết mà y tiếp tục thấp giọng Đêm đại hôn chúng ta ấy chỉ là ngoài ý muốn, ta thật sự có thể, hiện giờ ta có thể rồi. Nếu nàng không tin, nàng có thể thử xem. Y nói câu cuối, nói xong, chăm chú nhìn cô. Trong màn ánh sáng lờ mờ, song không thể che hết sáng rực trong mắt y. Khương Hàm Nguyên nằm ngửa, nhìn người đàn ông đang cúi nhìn mình, trong chốc lát đã rõ. Mì mắt cô hơi run, lập tức hơi quay mặt đi, Tránh đi hơi thờ vương mùi rượu của y khi nói bay thẳng tới mình. Điện hạ, nếu ngài muốn viên phòng, ta có thể. Nhưng không phải tối nay, ngài say rồi, ngủ đi. Dứt lời, cô định xoay người vào trong, bị bàn tay đặt nơi eo cô cản trở. Vốn dĩ đang đặt lên, giờ chẳng những không buông mà ngược lại phát lực quấn rất chặt, cưỡng ép lật cô lại lần nữa xoay về phía y. Ta chưa say." Giọng vừa buông, người đã đè lên theo. Đã lấy chồng Khương Hàm Nguyên cũng đã chuẩn bị xong tâm lý, nhưng không có nghĩa cô hiển nhiên sẽ làm chuyện này với tên say. Nếu quân doanh không có dịp đặc biệt, thường ngày cấm rượu, nhưng không phòng được chuyện có kẻ lén phạm giới trộm uống. Mấy tên say xỉn có thể gây trò hề đến độ nào, cử chỉ khác thường đến đâu, cô quá rõ. Không một tên nào tỉnh lại không hối hận. Khương Hàm Nguyên đẩy người đè trên mình ra, định nhường luôn chỗ cho y, đang định xuống giường thì y ở sau lưng cô giò chân móc một cái. Dưới chân cô mất thăng bằng, vấp ngã vào gối. Y trầm thấp cười một tiếng như lấy đó làm thú vị, tiếp đến, đôi tay lại ôm chặt eo cô từ phía sau định kéo cô lại. Đừng đi. Nghe giọng y như mang mấy phần vui vẻ. Khương Hàm Nguyên thuận tay đánh ngược một đòn, khuỷu tay thẳng vào phần ngực y. Y buộc phải buông tay. Lần này cô còn lưu tình, chỉ dùng mấy phần lực, tránh khỏi dây dưa, lại muốn xuống giường, không ngờ y vẫn không dứt, không nói không rằng, sắp tới lần nữa, làm cô bổ nhào. Khương Hàm Nguyên bị dí mặt xuống giường, không bị y dùng đầu gối kẹp chặt, phát giận, sao để gã say này như ý được, vặn hông phát lực, lật người lên. Y ép không được, đành xuống. Khương Hàm Nguyên được tự do, sửa sang y phục bị y lôi kéo sộc sạch, xuống giường, ngượng bước đi, mới đến trước màn. Đêm nay nàng đừng hòng đi không ngờ sau lưng một tiếng quát trầm thấp như nghiến răng truyền đến. Hai lần thất thủ, nam tử kia bị kích động hóa liều xoay người xuống giường, chân trần đi xuống đất, tựa như mãnh hổ nhào vào con mồi, nhào người tới. Khương Hà Nguyên bị y vồ chúng, cùng y lăn ra đất, lại bị y ôm chặt, theo quán tính lăn hai vòng, cuốn lấy màn trướng. Nghe tiếng vải xé rách trong trẻo vang trên đỉnh đầu, tấm màn bị xé rách, từ đỉnh điện rơi xuống, vô thiên cái địa, như tuyết như sương, chút xuống đầu, chôn hai người bên dưới. Cô còn bị y ôm thật chặt như tên vô lại. Có rất nhiều cách để thoát thân, nhưng cô không thể đả thương người. Đang dây dưa, bỗng trước mắt tối sầm, y chậm rãi dừng lại, cô cũng dừng, trong không khí thoang thoảng một sợi hương mai, hai người đều thở dốc. Tiếng thở dốc trong bóng đêm nghe hết sức rõ ràng. Cứ thế, dừng lại trong bóng tối một lát, đột nhiên y xoay người một cái, đặt cô dưới người, giật y phục cô ra đến khi bàn tay đàn ông như ca bơi đến phía sau lưng cô, bỗng dưng, như trần trừ một lúc, khượng lại, lại thăm dò một lúc, từ từ, chậm rãi, cuối cùng, hoàn toàn dừng lại. Khương Hàm Nguyên tránh khỏi cánh tay y, sốc hết đám màn vùi lấp y và mình. Ánh sáng đã đập thẳng vào trước mặt, mới dây dưa gắn xé một đỗi, lúc này tóc cô rối tung, quần áo không chỉnh tề, không che nổi bộ phận sung mãn mà rắn chắc. Cặp mắt y chăm chú nhìn lên, hầu kết lại hơi nhấp nhô. Cô ngồi dậy, quỳ xuống đất, trong ánh mắt người đàn ông bên cạnh mình, chậm chậm cười bỏ y phục, tiếp đến, xoay người, đưa toàn bộ phía sau lưng mình, không một chút che chắn hoàn toàn phơi ra trước mắt y. Vừa khiến y dừng lại, là những vết sẹo cũ trên lưng mà y sờ phải này. Dài mà sâu, từ một bên vai kéo dài đến dưới eo cô. Nhìn thì đúng là vết thương cũ nhiều năm, nhưng giờ đây lọt vào trong tầm mắt, vẫn giữ tận đến thế, khiến người khiếp sợ. Xuyên qua vết sẹo này, thoảng có thể nhìn thấy được hình ảnh kinh khủng của da thịt bị rách tươm ngày đó. Sau lưng không một tiếng động, Khương Hàm Nguyên kéo lại y phục khoác lên vai, xoay người, nói với người đàn ông đã khượng lại trước mặt. Thấy rõ chưa, sao nào, hiện giờ Điện Hà còn muốn cùng ta thử chứ? Y không lên tiếng, vẫn không thốt nên lời nhìn cô, như đã thất thần. Khương Hàm Nguyên cười cười, che lại da thịt, buộc lại thắt lưng, đứng lên. Điện Hà nghỉ ngơi đi. Cô nói xong cất bước, xoay người định đi. Thuốc thần Huy nhìn theo bóng lưng cô. Y cũng nhìn thấy ánh mắt vừa rồi cô nhìn Y, còn có một tiếng cười. Cô không nói gì, nhưng cái kiểu dường như trong lòng cũng như ngoài mặt đã thể hiện rõ ràng, không còn nghi ngờ. Y nghĩ có lẽ đêm nay Y có chút say thật, cho đến khi nhìn rõ toàn bộ cơ thể cô, lại nhìn thấy cô tỏ vẻ ra mặt khi nhìn mình, Chẳng biết sao, trong phút chốc, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ, là vị hòa thượng hôm đó Hiền Vương đề cập. Mặc dù y còn chưa từng gặp vị hòa thượng kia, nhưng đã có thể làm nhân tình trai lơ của nàng ấy, chắc trẻ tuổi tuấn mỹ, hay là có thể định nàng cực kỳ vừa lòng. Tia hắc ám chớp lóe trong mắt y, bỗng y nhảy lên, lại nhào đến cô, ôm lấy, cùng cô, hai người song song lại rơi xuống trên tấm màn nằm trên đất kia. Khương Hàm Nguyên giật mình vùng vẫy, cả giận nói: còn không buông ra. Hẳn nàng cho rằng, để ta nhìn thấy vết sẹo như thế, ta sẽ sợ hãi ghét bỏ sao. Hòa thượng không sợ, ta sợ cái gì? Y hừ lạnh. Ngài nói cái gì? Lúc Khương Hàm Nguyên té xuống, úp mặt vào trong đống màn, trong phút chốc không nghe rõ lời y. Không có gì, phòng đêm nay, ta đã viên định sao? Y chầm chầm nhìn cô, từng chữ từng chữ nói. Chỗ này là chữ viên phòng tách ra mà tết tôi làm miếng tìm từ nên để nguyên ha chả lẽ tên này say thật đến điên mất cả lòng. Khương Hàm Nguyên có lẽ đã đoán được nếu mình không ngăn cản nữa, chờ đến khi y tỉnh rượu sẽ có chuyện gì. Y say, sức cũng cực lớn, bế cô từ dưới đất lên, ôm đến giường, cô khóa cánh tay của y ôm lấy mình, làm y bị đau, rít lên một tiếng, thõng cánh tay buông lỏng cô, cô có thể thả hai chân chạm đất. Nhưng cánh tay kia vẫn không thả. Khương Hàm Nguyên thật sự bị dây dưa đến nổi nóng, phát cáu, lung tung đạp một cú vào ngực y. Cùng một tiếng, bốp, một ngạt, y ngã ra sau, đập lưng vào một góc cột giường. Cột giường kéo kẹt rung động, chiếc giường lớn bằng gỗ tử đàn rắn chắc cũng rung lên mấy nhịp, mấy vòng vàng treo trên túi thơm rung rinh va vào nhau, phát ra tiếng len keng rất nhỏ. Y cũng rên khẽ một tiếng, mặt lộ vẻ đau đớn, hơi khom người. Khương Hàm Nguyên biết cô đá này không nhẹ, nhưng cũng tuyệt đối không đến nỗi làm y bị thương thấy cuối cùng cũng thoát thân, nói. Điện hạ, ngài say quá rồi, nằm đó đi, ta đi gọi người đưa canh giải rượu qua cho ngài. Nói xong cô nhanh bước đi, sắp ra khỏi điện thất bỗng nghe một giọng truyền đến. Khương thì còn mang theo mấy phần buồn bực. Khương Hàm Nguyên dừng bước, quay lại, thấy y từ từ đứng lên, vẻ mặt rất khó coi. Đêm đại hôn hai ta, rõ ràng ta thấy nàng không để ý, sao đổi lại đêm nay lại ngượng ngùng lấy nhau cũng ít lâu, ta tự hỏi mọi chỗ đều không xử bạc với nàng, nàng vẫn nhiều lần từ chối, thành ý ở đâu. Y lạnh lùng nói, Khương Hàm Nguyên khẽ giật mình. Nàng nói ta say, ta cho nàng biết, ta không say. Cô đừng im, Y bước về phía cô, đến trước mặt cô, cô ngang ôm lấy, đưa đến trên giường, đặt cô xuống. Khương Hàm Nguyên nằm trên gối, vừa trải qua một trận, tóc nàng đã bung, lung tung xóa trên gối, đen nghịt một mảnh. Y lên giường theo, quỳ một gối xuống cạnh cô, mắt chằm chằm nhìn vào mắt cô, chậm rãi đưa tay đến nút thắt áo buộc bên eo cô. Khương Hàm Nguyên như bỗng tỉnh lại. Y đúng là không say. Cô tin. Trong mắt kẻ say không có ánh mắt tỉnh táo cướp đoạt giống như y. Dầu rằng cô không biết vì sao y cứ nhất định phải viên phòng với mình đêm nay. Nhưng đây là sự thật, y muốn, ngay lúc này đêm nay. Cô đưa tay, định tự cởi dây buộc áo mới nhúc nhích đã bị y nắm lấy kéo ra không cần nàng ta tự. y nói nhìn vào mắt cô từ từ từng tấc từng tấc kéo thắt lưng rút ra vạt áo mở ra ánh mắt y lướt qua cơ thể vừa được lớp áo che phủ tiếp đến như đêm đại hôn úp lên cô cơ thể y càng lúc càng nóng rực thiêu đốt ra thịt cô còn của cô vẫn cứ mát lạnh bỗng y gặp hiểm trở cực lớn khó mà tiến lên mồ hôi nóng dần dần dịn lên trán rồi sau lưng y. Y hy vọng cô có thể có phản ứng, tiếp nhận y vào. Còn cô lại cứ bất động dưới người y, cứ như đã thiếp đi. Này thực sự làm y mất hứng, y thậm chí nghĩ đến đây thôi coi như xong, còn gì thú vị chứ. Nhưng xung động và dục vọng từ đáy lòng mê hoặc y muốn hoàn thành chuyện này, đến cùng vẫn đè lên tất cả. Một mình y tiếp tục, chỉ cần cơ thể người con gái tươi mới mà tràn đầy sức mê hoặc dưới người này đã đủ đem lại cảm giác cho y. Đang lúc y gian nan xẻ đường, bỗng chợt nghĩ đến thân phận nữ tướng quân nàng ấy quát tháo chiến trường, trong nháy mắt đó, đột nhiên y hết cách hát chế, trực tiếp đi ra. Y không biết tích tắc này, nàng ấy dưới thân sẽ phản ứng thế nào, lẽ nào chẳng hề có cảm giác. Y thật sự không thể bận tâm chuyện khác, cực khoái lớn đến mức khó hình dung, cảm giác đầy thỏa mãn, nhưng Cả người y bị nháy mắt đó, như hoàn toàn chưa kịp phản ứng, đã như sóng biển dâng trào, bắt đầu rút xuống. Sau khi kết thúc, y mới chậm rãi ý thức được, mình đã thất bại lần nữa. Lần này, cũng chả có thể diện hơn đêm tân hôn là bao. Y nằm trên người cô, thờ hồng hộc, một loại cảm giác mệt mỏi dã rời sau khi thỏa mãn cùng cực qua đi ập đến y. Y vô cùng ảo não, lại cực kỳ hối hận, nhưng y cảm thấy mình hoàn toàn còn có thể một lần nữa y mở mắt, nhìn người dưới thân mình. Cô vẫn nhắm hai mắt, vẫn thế, như đã thiếp đi. Y nhìn, rồi lại nhìn, trong mắt phát ra u ám, tầm mắt rơi xuống đôi môi cô ngậm chặt, ngừng lại một chút, không chút do so dự, bưng mặt cô, cúi xuống, hôn lên. Khương Hàm Nguyên mở mắt ra, hơi xoay mặt, tránh nụ hôn của y. Y đuổi theo miệng cô, cô tránh, y đuổi. Cô nhìn vào mắt y, mở miệng. Điện hạ thật sự là không cần thế, ta không thích thế này. Không lẽ nàng thích thế kia như mới nãy với ta? Y lạnh lùng thầm nghĩ. Y vẫn thở dốc không giảm, nhìn cặp mắt lạnh nhạt như vĩnh viễn không chút cảm xúc kia của cô gái trên gối, lại hôn lên, khăng khăng bắt lấy lưỡi cô. Cô ngậm chặt, y trong tích tắc không thể cậy mở, vẫn vít răng với môi, lát sau, bỗng y cảm thấy trong miệng có mùi máu, tay ngọt nhẹ nhẹ, thấy môi nàng rách, đúng là bị răng mình không cẩn thận cọ hỏng. Y khẽ giật mình. Điện hạ, nếu ngài muốn thử, thì thử đi, mấy lần cũng được. Nhưng ta nói rồi, ta không thích thế này. Rốt cuộc cô cũng thở dốc, hơi thở nhanh dần, hai má bắt đầu đỏ ửng lên. Y chợt như bị thứ gì đánh vào, dừng lại, ốp mặt vào trong tóc cô, không hề động đậy, chỉ nằm chốc lát, cơ thể y như nham thạch nóng rực gặp lạnh, dần nguội lạnh. Bỗng y bỏ cô lại, đứng lên, xuống đất bắt đầu mặc đồ. Thôi, nếu nàng thật sự không muốn, thuốc thần huy ta há lại là loại người ép buộc kẻ khác. Nàng nghỉ ở đây đi, ta không quấy nàng nữa. Chờ ta xong việc, dẫn nàng qua gặp mẹ ta, rồi nàng về nhạn môn là được. Y đưa lưng về phía cô nói, nói xong, không quay đầu lại xài bước đi ra. chương 34 Mãi đến sáng sớm hôm sau, Trần Luân và Vĩnh Thái công chúa mới biết đêm qua nhiếp chính vương đã quay về thành. Trang Thị nói Sáng nay có đại triều nghị năm ngày, nhiếp chính vương đã dồn việc hai ngày, không muốn làm chậm đại nghị bèn bảo tôi truyền lời ngài, công chúa và phò má ở đây tiếp tục vui vẻ, ngài ấy về trước. Mấy năm qua độ cần cù quản lý triều chính của nhiếp chính vương trên dưới cả triều đều biết. Trần Luân nghe xong chẳng nghi ngờ gì, công chúa cũng không nghĩ nhiều, chỉ thở dài, sợ Khương Hàm Nguyên không vui, ở trước mặt cô giúp hoàng đệ giải vây mấy câu, sau đó lại lôi kéo cô ra ngoài dung ngoạn. Hôm ấy, mấy người cùng chèo thuyền du ngoạn trong hồ nước cách đó mấy chục dặm, hết hứng mới về, ban đầu còn hẹn mai sẽ ra săn bắn tiếp một vòng. Ai ngờ chẳng vãng tối lại nhận được một tin, nhiếp chính vương bảo Trần Luân lập tức về gặp mặt. Dù còn chưa biết là chuyện gì, nhưng gọi về trước hạn thế này, Trần Luân dự cảm hẳn không phải chuyện nhỏ, không dám thất lễ, lập tức lên đường. Công chúa thấy Khương Hàm Nguyên một mình, thằng em mình bận rộn không thấy đâu, bèn không đi luôn mà định tiếp tục ở lại với cô thêm mấy ngày. Trần Luân phóng ngựa thẳng tiến, giờ hợi đêm đó vào thành, đi thẳng vào cung. Nhiếp chính vương đang ở văn lâm các chờ anh ta. Thần đến chậm, nhiếp chính vương thứ tội. Trần Luân vội vàng vào bái kiến. Cho phép anh xin nghỉ, chưa xong đã gọi về. Chớ trách. Vẻ mặt y mang mấy phần ấy náy. Không dám, đây vốn là phận sự của thần gốc. Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Thúc thần huy đầy một quyển án ra trước mặt anh. Trần Luân nhận lấy, nhanh chóng xem xong, Vẻ mặt hơi căng thẳng. Ngày đại hôn của Nhiếp Chính Vương gặp chuyện, sau đó, tiến hành cẩn thận kiểm soát trong thành Trường An, dù chưa điều tra ra chỗ khả nghi nào, ngoài sáng cho rút người, nhưng trong tối, chỗ rồng rắn hỗn tạp dễ xảy ra chuyện nhất, tỉ như lữ để sao, dinh tự cho khách khách xá, đặc biệt là những chỗ luôn có nhiều khách thương ra vào, chẳng những không lơi lòng, trái lại âm thầm bố trí thêm người. Chuyện này do chính Trần Luân phụ trách, hôm nay, một thủ hạ của anh ta tra được một chuyện khả nghi ở một gian khách xá gần Diên Quang Môn Thành Tây, có một đám khách buôn đến từ châu quận phương Bắc, tổng cộng 7-8 người, ngoài mặt buôn bán mấy món đồ ra, trải qua kiểm tra cửa ải một đường đều đầy đủ, cũng không phải giả. Ở trong thành trường an số dân hàng triệu này, thực sự nhỏ như hạt bụi, nên từ đầu chẳng ai để ý. Xong đêm qua, ông chủ khách xá nửa đêm đi tiểu, vội ý đi ngang qua trước phòng ghép giường lớn của đám người đang ở, nghe được trong phòng vọng ra tiếng nói chuyện bằng ngôn ngữ dị quốc, vừa dục dịch, người bên trong hình như cảm giác được, im bặt, sau đó có người mở cửa sổ thò đầu ra nhìn bên ngoài. Ông chủ trước kia có dịp ngang qua quận phương Bắc, nghe ra là người Bắc địch, hình như đang mắng chửi chỗ ngủ có bỏ chết. Vì giờ đây hai nước là địch, ông đã từng được trạm gác Thiên Môn ti cảnh báo, sợ xảy ra chuyện gánh trách nhiệm, sớm hôm nay liền lén chạy đến báo cho trạm gác ngầm. Trần Luân không có mặt, tin tức gửi đến thẳng trên tay nhiếp chính vương. Chuyện này không nên để nhiều người biết. Ta đã phái người trông chừng đám người kia, tiếp theo, anh cứ canh chừng, xem mục đích đám này là gì, phải chăng còn có đồng bọn cần một mẻ hốt gọn." Trần Luân đáp lời, thảo luận vài an bài cụ thể, lập tức vội xuất cung. Theo sát mấy ngày, phát hiện đám dân buôn kia hình như định kết thúc hành trình, lần lượt ra khỏi thành, quyết định thật nhanh, dẫn người vây bắt. Quả nhiên tất cả chúng đều là người biết võ công, thấy quan binh xuất hiện, cực kỳ hung hãn, dựa vào thế hiểm trở chống lại. Trần Luân chuẩn bị chu đáo, há thất thủ, dù đánh bị thương mấy thủ hạ, nhưng toàn bộ đều bị bắt. Cha tấn nghiêm hình một hồi, có một người trong đó rốt cuộc chịu cực hình không nổi, lộ rằng, đoàn người của Nam Vương Lục Hoàng tử nước địch sĩ thư, theo gã mấy tháng trước chui vào nước ngụy, đi tới Trường An. Sau khi vào đến Trường An, sĩ thư không ở cùng bọn chúng, về phần gã đi đâu, cả bọn không rõ. Nhiệm vụ của chúng là chờ lệnh hành động, nhưng không biết vì sao, vẫn mãi không thấy tin tức, sau đó vài hôm trước nhận được mệnh lệnh cho chúng kết thúc chuyến này trần luân kinh hãi không thôi không ngờ cuối cùng kéo ra chuyện lớn tầm đấy không màng trời mới dạng sáng suốt đêm vào trong cung cầu kiến nhiếp chính vương thúc thận huy vừa nằm ngủ không lâu nghe tin dậy gặp hắn nghe báo xong hỏi biết tại sao tên sĩ thư kia mạo hiểm chui vào trường an không theo tên kia nói sĩ thư có phần được hoàng đế nước địch xem trọng có hy vọng kế vị song gã thứ sáu những vương tử trên gã cũng đều có thực lực gã muốn trổ hết tài năng buộc phải làm ra chuyện đây cũng là dự tính ban đầu của gã khi chiếm giữ yến u mở nam vương phủ thúc thần huy gật đầu ngôi hoàng đế của người địch ai có năng lực là được liên quan tới tên này từ lâu ta đã được tin nghe nói tính tình kiệt ngạo cực kỳ tự phụ gã đã lập nam vương phủ mục đích không cần nói cũng biết ấy là vì tranh công ngày sau tự mình điều tra Trường An, cân nhắc ngắn dài. Cũng là kẻ can đảm. Trần Luân hỏi. Có nên lập tức phong thành giới nghiêm ở nội thành không, kiểm soát bắt bớ? Thúc thận huy trầm ngâm một lát, lắc đầu. Nội thành Trường An không sao, đám này đã nhận lệnh rời thành, không thể nào gã còn ở trong thành. Tất nhiên lúc này người đã sớm ra khỏi thành, ta cho Lan Vinh phối hợp với anh, phải người báo với mấy châu trên đường ra Bắc lập trạm, xem chăng có thu hoạch. Chẳng qua ta phỏng đoán, Hẳn là gá sẽ đi đường rừng, vậy cũng như mò kim đáy biển. Trần Luân nghe y nói, bỗng nhiên giọng chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. Trần Luân chờ giây lát không nghe y mở miệng, đang định nhắc nhở, đột nhiên nghe y nói. Phía Vương Phi, chỗ khác hiện anh không cần để ý đến, ta sẽ thu xếp, anh lập tức ra khỏi thành đi tiên tuyển cung, đón Vương Phi về trước. Trần Luân khẽ giật mình. Nhanh đi. Dù không biết tên sĩ thư kia hiện đang ở đâu nhưng đã biết chuyện còn để một mình vương phi ở ly cung không khỏi là mối nguy hiểm xí thư đến cả việc như chui vào trường an cũng dám làm nếu để gã tìm được nữ tướng quân vương phi một mình ở ly cung trần luân rét lạnh tim treo lên lập tức xuất cung ra khỏi thành suốt đêm chạy đến tiên tuyền cung vĩnh thái công chúa vợ anh vừa bầu bạn với vương phi mấy hôm hôm qua vừa về tới hẳn không sao canh năm anh ta đến ly cung trang thị còn đang trong giấc bị đánh thức không biết xảy ra chuyện gì vội vàng mặc y phục dậy ra gặp anh làm phiền già trang có thể mời vương phi thức giấc không ta có việc muốn bẩm trần luân sợ kinh động đến người chỉ dùng giọng điệu bình thường nói trang thị nói quả là không đúng lúc sau khi công chúa về thành vương phi hôm kia sáng sớm hôm qua vương phi lên đường dặn nếu ngài về muộn là do ở luôn bên ngoài tôi không cần lo lắng đêm qua ngài ấy chưa về dẫn theo mấy người tim Trần Luân Tâm chợt thắt lại, hỏi dồn. Vương Phi dẫn theo hai thị vệ. Sao thế, có chuyện gì à? Dù Trần Luân chưa đề cập nửa câu, nhưng Trang Thị vẫn cảm giác chút khác thường, hơi khẩn trương. Trần Luân an ủi bà mấy câu, bảo không có gì lớn, lại dặn nếu Vương Phi quay về, lập tức cho đưa tin về, căn dặn xong, không ngừng một chút, ngựa không dừng vó, lập tức chạy về thành. Sau khi kết thúc chiều nghỉ sớm thúc thận huy hay tin, lúc Trần Luân hồi cung y đang thỏa luận cùng mấy đại thần. Trần Luân đợi người cuối cùng đã đi, bước lên bầm tin mình có được. Y đứng trước cửa sổ văn lâm các, xoay đầu lại. Anh gọi lưu hướng lập tức dẫn người, cần tìm Vương Phi, đón về. Mau lên. Y lệnh. Khương Hàm Nguyên xuất phát hôm kia, chẳng có mục đích, một mình phóng ngựa rông rủi trong vườn hoang rộng lớn. Công chúa rất tốt với cô, cô cũng thích công chúa, cảm kích nàng ấy đối xử tốt với mình. Nhưng cô trời sinh đã định là đứa con côi, thiện ý và nhiệt tình của công chúa trái lại khiến cô có cảm giác luống cuống. Sau quen dần, đúng là có phai mờ đi chút, nhưng vẫn chẳng thể nào loại bỏ hoàn toàn. Từ nhỏ cô đã không thích nói chuyện, cũng không giỏi giao thiệp với tất cả người ngoài quân doanh. Cô không biết mình nên biểu hiện thế nào mới xứng đáng với người ngoài đối xử tốt thế với mình. Đêm đó cô nhã nhận từ chối ngâm nước nóng chúng với công chúa, nguyên nhân không gì khác, chỉ là cô không muốn để công chúa nhìn thấy vết sẹo trên lưng mình, hù nàng. Hiện giờ một mình cô đón gió lớn, phóng ngựa rong rồi, cô muốn tìm về cảm giác của mình ở biên tái Tây Hình mấy tháng trước. Lúc ấy, việc quân và thao luyện gần như chiếm hết thời gian và sức lực của cô. Mỗi ngày cô chỉ nghĩ đến việc quân doanh, đương nhiên cô chẳng có cảm giác vui sướng. Xong, cô cũng chẳng cần, cô quen thuộc đồng thời bằng lòng trải qua sinh hoạt đơn điệu ngày qua ngày ấy, nô kiền cô có cảm giác an toàn, thứ cô có thể hoàn toàn nắm giữ. Chứ không phải giống như bây giờ, cô cảm thấy mình bị đè nén, thì thoảng tâm tình xa sút tự mình không thể khống chế. Rời nhãn môn, mới bao tháng thôi. Đêm đó qua đi, một hòn đá chắn trong lòng cô, khiến cô khó chịu vô cùng. Mấy hôm rồi ở trước mặt công chúa, cô cố sức tỏ ra điềm nhiên như không sao. Cô muốn xả ra hết. Cô một mình phóng ngựa trong vùng đất hoang một ngày, vẫn không tìm lại được tâm tình trước kia trời sắp chạm vạng tối, đấy là một buổi hoàng hôn quang đáng, nắng chiều thả trên đỉnh núi vùng quê trước mặt. Cô dừng ngựa, ngừng mắt nhìn trời chiều chốc lát, chợt nhớ đến hoàng hôn rất nhiều năm trước bất ngờ gặp gỡ thiếu niên kia, còn có buổi sương sớm đẹp nhất cả đời cô gặp được kia. Đêm cắm trại ấy, lúc Trần Luân và Y bất ngờ nhắc lại ngày đó, cô đã biết nhất định Y đã quên từ lâu. Cô cũng thế, không phải sao, mảnh ngọc bội Y tặng cho. Tên nhóc. Trong miệng Y, bị cô xếp dưới đáy hòm, nhiều năm không gặp lại ánh mặt trời. Cuộc hôn nhân này với cô mà nói, trạng thái lý tưởng nhất là hữu danh vô thực, ngày nào đó trong tương lai, khi y không còn cần cô, mỗi người yên ổn quay về cuộc sống vốn có. Y có thể yêu thư y yêu, cô có thể quay lại quân doanh, tiếp tục bảo vệ biên cảnh, cũng có thể đi thành vân lạc, nghe vô sinh tụng kinh. Nếu lúc ấy anh ta còn đó, yên ổn trôi qua hết đời này, nếu như cuối cùng cô không chết trên chiến trường nếu không thể hiểu danh vô thực, cô cũng có thể làm vợ chồng chân chính với Y được. nhưng cũng chỉ có thế, kinh doanh cái gọi là tình cảm, hôn sự này không nhất định phải thế. cô không muốn, thật sự không muốn phát sinh bất kỳ chuyện gì với Y ngoại trừ việc qua lại bên ngoài cần có. tỷ như một bàn thức ăn kia hương vị nàng vốn thấy yêu thích cũng là khô vị. lại tỷ như một nụ hôn cần miệng lưỡi cuốn quýt nhau kia, biết rõ là tạm thời thích nghi cần gì hôm nay phải đùa giả thành thật. Đấy cũng chẳng phải sở trường của cô. Cô sợ hơn cả, rằng nếu có một ngày cô xem kịch giả thành thật, không còn là Khương Hàm Nguyên, mà y, vẫn là nhiếp chính vương đã quên đi tình cờ gặp gỡ kia. Vậy thì, người không còn là Khương Hàm Nguyên kia, đi về phương nào? Vương Phi, Vương Phi. Hai tên thị vệ bị cô cho rớt lại phía sau rốt cuộc đã đuổi tới, thấy bóng ngựa cô mặt hướng lấy trời chiều, cao giọng hô to, đến phía sau hỏi phải chăng về được chưa. Khương Hàm Nguyên lần nữa ngắm nhìn trời chiều, bỗng, một bóng hươu quen thuộc lướt qua trước mặt. Chính là con hươu được mấy hôm trước họ phí rất nhiều sức lực muốn săn kia. Một góc sừng nó có chỗ không trọn vẹn, Khương Hàm Nguyên nhớ rất rõ. Cô không chút suy nghĩ, sờ cung tên, quay đầu ngựa lại, không chút do so dự, lập tức đuổi theo. Một đêm trôi qua, hôm sau, cô tiếp tục đuổi theo dấu chân và bóng dáng nó hai lần gặp lại bỏ lỡ cơ hội ngày thứ ba sau hai đêm liên tiếp ngủ ngoài trời may mắn rốt cuộc chiếu xuống đầu cô trạng vạng tối trên một ngọn đồi cô một lần nữa phát hiện bóng hưu nó đã bị cô đuổi sát ba ngày giờ đây có vẻ hơi mỏi mệt không còn mạnh mẽ oai hùng ban đầu nó đứng trên sườn núi thõng bộ sừng hươu kiêu ngạo đột nhiên nó thấy cô lại phóng ngựa đến gần lập tức bật lên vọt cực nhanh chạy trốn như hai ngày qua nó vẫn làm nhưng lần này khương hàm nguyên không tiếp tục cho nó cơ hội cô vững vàng ngồi trên lưng ngựa vẫn phi nhanh kéo căng cung nhắm thẳng tên vào bóng hưu tháo chạy phía trước đột một bắn mũi tên của cô bay thẳng đến con hưu không nghiêng không lệch trúng ngay cổ nó hai vó trước con hưu được lảo đảo quỳ sụp xuống cả người nghiêng xuống đất chồng bốn vó lên trời không nhúc nhích nhưng một lát sau Sinh linh này lại đột nhiên sống lại, cực nhanh nhổm dậy từ dưới đất, quay đầu như nhìn cô một cái, lập tức vung vó chạy, trên mặt đất chỉ còn lại một mũi tên bị bẻ gãy không cán. Khương Hàm Nguyên dừng ngựa, nhìn bóng hươu tán loạn chạy đi, nở nụ cười, nỗi phiền muộn trong lồng ngực mấy ngày qua tự dưng quét sạch. Hươu đã bắn xong, chuyến đi săn của cô cũng có thể kết thúc. Nàng buông cung tên, quay đầu phân biệt phương hướng, định quay lại tập hợp với hai thị vệ, bỗng hơi khựng lại giờ lực chú ý từ con hưu đã đuổi bắt ba ngày đi, ngay phút này, cô nhạy bén cảm giác hình như phía sau mình không xa có người. Không phải thị vệ, là người xa lạ, thoạt đầu cô không hề động, như chưa hề cảm giác. Tay cùng nữ y lòng từ từ nắm chặt, để chuẩn bị lấy tốc độ xoay người bắn tên nhanh nhất trong nháy mắt. Cô chuẩn bị xong, bỗng lúc này, sau lưng theo gió chuyển đến hai tiếng vỗ tay. Tâm tính kiên nhẫn, kỳ xà siêu phàm, lại không mất lòng nhân ái ngưỡng mộ danh trường ninh tướng quân đã lâu, hôm nay được gặp một lần nơi này. Quả nhiên danh bất hư truyền. Cô chậm rãi quay đầu, cạnh ngọn đồi cách cô mấy chục bước phía sau, một người cưỡi ngựa hiện thân, lại gần cô. Ấy là một thanh niên tuổi trường sắp xỉ thúc thận huy, áo xám dày cỏ, nhìn thoáng giống người đi đường bình thường. Nhưng, ánh mắt như ưng, con người ngang tàng, khiến người ta dù thế nào cũng không dám nảy lòng khinh thường. Đây không phải một người bình thường. Khương Hàm Nguyên nhìn đối phương đi về phía mình, mỗi lúc một gần, cuối cùng đứng trước ngựa cô, chỉ cách tầm chưa đầy bảy tám bước. Ngươi là ai? Cô hỏi. Thanh niên kia cười nói. Ta nghe qua đại danh của cô, từ lâu đã muốn làm quen. Sao trước giờ vẫn luôn không có cơ hội? Hôm nay rốt cuộc gặp được, xem như may mắn. Hàn xá tuy chật hẹp, nhưng một chỗ đãi khách vẫn phải có. Tôn tịch sao chỗ ngồi sớm đã chuẩn bị cho trường ninh tướng, lần này xa xôi đến đây, May mắn gặp được, dứt khoát mời tướng quân theo ta về phủ làm khách, ý tướng quân thế nào? Khương Hàm Nguyên nhìn y một lát, thình lình nói: "Ngươi là người nước địch." Ý cười trên mặt thanh niên biến mất, rõ ràng khẽ giật mình, lập tức cười ha hả. "Đã bị cô nhận ra, nhận đúng lắm, làm sao cô biết? bề ngoài của ngươi cũng chẳng khác người Ngụy chúng ta, cũng nói tiếng Hán chúng ta, Ngụy trang không tệ. Song ngươi lại quên che tai, đàn ông đại Ngụy chúng ta" không ai đeo khuyên tai cả. Dung mạo ngươi cũng không phải đến từ Tây Vực, còn lại, cũng chỉ có người địch vẻ ngoài giống mà phong tục khác. Thanh niên kia đưa tay, vô thức sờ vành tay mình, cười ha hả Chí phải, ta lại sơ sót, vậy mà cô lưu ý ngay, quả nhiên không hổ là người cướp đi thanh mộc tắc, ngươi đến cùng là ai? Khương Hàm Nguyên nhìn người đối diện, trong lòng đã mơ hồ có một loại trực giác. Quả nhiên, người đối diện thu nụ cười, mặt lộ vẻ kiêu ngạo, nói. Đã bị cô nhìn ra, nói cũng không sao. Tiểu vương chính là lục hoàng tử đại địch triều, nam vương sĩ thư. chương 35, tình cờ gặp gỡ. Người đối diện chưa mở miệng, Khương Hàm Nguyên đã nghĩ đến sĩ thư. Ba năm trước sau khi thanh mục Tắc về lại trong tay đại ngụy, lục hoàng tử nước địch này lợi dụng danh hào nam vương khai phủ ở U Yến. Trong lúc đó quanh vùng thanh mục tắc hai bên đánh nhau mấy lần, đều không ngoại lệ, lần nào cũng là nước địch khởi sướng, song quy mô lại không lớn, Khương Hàm Nguyên phán đoán là đối phương chỉ thăm dò nên cũng không ra sức, toàn bộ đều để bộ hạ lĩnh chiến. Nhưng rõ ràng là, mấy trận xung đột kia chắc chắn xuất phát từ lệnh của Sĩ Thư. Là quan chỉ huy quân tuyến đầu trực tiếp đứng trước xung đột hai quân, dĩ nhiên Khương Hàm Nguyên cũng từng cho điều tra địch thủ này. Theo cô biết, Sĩ Thư tuổi không lớn lắm, từ nhỏ theo một tiến sĩ người Hán trong triều địch học văn hóa, có thể nói tiếng Hán lưu loát tính cách tự phụ, vũ lực hơn người, dám mạo hiểm. Trong lúc cha y thống nhất các bộ lạc, có lần bị rơi vào cảm bẫy của bộ lạc đối địch bố trí, bị bao vây tứ bề, ngay lúc nguy nan, y cùng cha mình đổi ngựa, ngụy trang cờ xí, dùng bản thân mình hấp dẫn kẻ địch, huyết chiến phá vây, đưa cha quay về từ đường tơ kẽ tóc, lòng can đảm đó, lại thêm đủ dũng mãnh từ dạo ấy y bắt đầu trù hết tài năng giữa đám vương tử đông đảo, thu được chú ý. Cô điều tra địch thủ, đối phương dĩ nhiên cũng biết. Người trước mặt này, chẳng những về tuổi tác, đặc thù, còn có tư thái bề trên bể nghĩa kia, đều tương xứng với sĩ thư. Nghe lời y mà đoán, hình như đối với mình y cũng rõ như lòng bàn tay. Người có thân phận và địa vị trong đám người địch, ngoài sĩ. Thư, cô không nghĩ ra còn có thể là ai. song điều mà cô không ngờ là, lục hoàng tử nước địch, cuồng vọng đến mức ấy, dám can đảm lẻn vào trường an. Giây phút này, y đã hiện thân trước mặt cô, tuyệt đối không thể chỉ một mình trơ trọi. Ngươi chính là sĩ thư, ta biết ngươi, ngươi lẻn vào trường an, muốn làm gì? Cô vừa tiếp tục đáp lời y, vừa cực nhanh quan sát chung quanh. Quả vậy, ở chỗ đồi thấp cách đó không xa, ẩn hiện có người thò đầu đang rình mò bên này. Tổng cộng tầm 10 người. Khương Hàm Nguyên không dám có bất kỳ khinh thường nào. Với phán đoán của cô, nếu mình và sĩ thư đơn đà liều mạng, thắng bảy phân nửa nhưng nếu đối phương có thêm mười mấy thủ hạ muốn dựa vào lực chiến đấu mà thoát thân cũng không thực tế xí thư đã xâm nhập vào địch cảnh hẳn mang theo bên người là kẻ giỏi trong những người giỏi đối diện xí thư cũng lưu ý việc cô đang quan sát đám thủ hạ đang ở sau lưng mình nhìn cô môi mỉm cười khương tướng quân khương hàm nguyên ta cũng biết cô cô đã là tướng quân nước ngụy ta sẽ không bắt cô mà đối đái như cô gái tầm thường càng không nghĩ sẽ làm nhục cô nhưng ta cho cô biết, hôm nay cô không có cơ hội, chi bằng đầu hàng theo ta về, ta chắc chắn bảo đảm tính mạng của cô không lo, vinh hoa phú quý. Sao hả? Lời y nghe rất khách khí, song ngạo mạn trong đó, lại lồ lộ rất rõ. Khương Hàm Nguyên không nói gì. Ngoại trừ ta, đám thủ hạ kia đều không phải hạng tầm thường, đều là dũng sĩ dũng mãnh dưới chướng ta, từng trải trăm trận. Hẳn cô vẫn còn cho rằng hôm nay còn có thể thoát thân à. Cô trẻ tuổi xinh đẹp, là tướng tài trời sinh, làm nhiếp chính vương phi ngụy quốc bỏ đi này làm gì chứ? Ta cho cô hay, tương lai vùng đất Trường An này chắc chắn cũng là vật trong tay đại địch triều ta. Đợi ta kế vị, cô làm tướng quân đại địch triều, có khác gì nào? Khương Hàm Nguyên vẫn không nói một lời, lòng đã có kế hoạch. Xí thư thấy cô mãi không đáp lại, gật gù. Được. Từ lâu đã muốn xem cô đến cùng có bản lãnh gì. Tuy hôm nay ở đây không phải là chiến trường, nhưng có thể đỏ sức với cô, cũng là hiếm có. Y huyết sáo, hơn 10 người đang dừng sau đồi kia phóng ngựa mà ra, đến gần, xếp thành một hàng chỉnh tề sau lưng Y. Khương Hàm Nguyên, ta cũng không muốn lấy đồng hiếp yếu để người chê cười, huống chi cô còn là nữ. Y đưa tay ra hiệu, một võ sĩ môi ưng ánh mắt lạnh lùng từ phía sau bước ra, trông đúng là hạng người đao treo lơ lửng trên đầu, tuyệt không phải người lương thiện. Khương Hàm Nguyên thấy đối phương rút đao thúc ngựa ép tới, Duy trì tư thế một tay giữ ngựa, không hề động, mãi đến khi đối phương dồn đến vị trí còn cách một ngựa, nâng đao về phía mình, chợt đạp hai chân một cái, người đạp không khí vụt lên, đánh tới đối phương, hai tay vặn một phát, lôi tuột người từ trên ngựa xuống, tiếp đó, hai chân rơi chạm đất. Cô biết, vào thời điểm như này, mọi chiêu thức trên giáo trường đều không có đất dụng võ. Chỉ có thể xem như vật lộn giáp đấu nơi chiến trường, dùng mạng mà chém giết. Võ sĩ Mùi Ưng rơi khỏi ngựa, thấy thật mất mặt trước mặt chủ nhân và đồng đội, sắc hung ác cực bén trong mắt, lộn vòng bật dậy, lại vung đao bổ đến Khương Hàm Nguyên, mỗi lần ra thế vừa nhanh vừa mạnh, nhanh như chớp lóe, lưỡi đao ngậm gió, dùng sức lớn định một đao lấy đầu cô. Xí thư ở một bên nhìn, thấy thế, ánh mắt khẽ động, trong lòng thầm trách lỗ mãng. Nữ tướng quân nước ngụy này, con gái Khương Tổ Vọng, nhiếp chính Vương Phi, nếu có thể bắt tới tay, thì chuyến xuôi nam này của y có thể nói là thu hoạch khổng lồ ngoài y muốn. Y đang định ra tay ngăn cản, đã thấy Khương Hàm Nguyên nghiêng người né, khó khăn lắm mới tránh được, lưỡi đao lướt qua đỉnh đầu cô, cắt đứt một lọn tóc. Thừa dịp thế đao của đối thủ đi xuống chưa dừng, Khương Hàm Nguyên bám sát lấy, dò cánh tay bắt lấy cánh tay cầm đao của đối phương, kéo mạnh, người gã mất đà, té ngửa xuống đất, Khương Hàm Nguyên cũng bị thể trọng to lớn kéo theo. Ngay tích tắc nhào xuống, cô xoay người rút cây trùy thủ từ trong ống giày mình, giơ tay chém xuống, thuận tay một đao thọc vào bụng đối phương. Gã kia kêu thảm xong, vẫn còn hung ác có thể cử động định đánh trả, Khương Hàm Nguyên lại không cho gã bất cứ cơ hội nào, rút trùy thủ ra, lại nhào tới như mãnh hổ, một đao nữa đâm thẳng ngực gã, cầm đao, vừa ép vừa vặn, máu tuôn như suối, cuối cùng võ sĩ nhịn hết thấu, ngã người qua đất, co rút mấy lần, khí tuyệt bỏ mình từ phi thân lôi người xuống đất đến hai đao đâm chết đối thủ, chỉ là chuyện giữa mấy hơi. Xí thư và đồng đội của võ sĩ bị giết kia sừng sốt một lát mới phản ứng lại. Xí thư chồng chọc, chọc nhìn Khương Hàm Nguyên, ánh mắt khác hẳn vừa rồi. Thủ hạ được y cử ra đầu tiên đã bên y nhiều năm, giết người như ngoé, là người đứng đầu trong người dũng sĩ dưới tay y. Vừa lên, đã chết dưới đao thế này, thực khiến y bất ngờ. Ngay lúc này rốt cuộc y đã tin, vị nữ tướng quân nước ngụy dương danh ở thanh mộc nguyên này đúng là nữ la sát giết người không chớp mắt tuyệt đối không phải như ấn tượng đầu tiên y nhìn thấy mà hiểu lầm có chỗ thương tiếc cô ta đối phó với địch thủ không thể khinh nhờn này không thể có bất kỳ lơ là nào nữa cũng không cần cố kỵ lấy đông hiếp yếu bắt đưa đi là mục đích duy nhất y híp mắt dò xét đưa tay ra hiệu lần nữa lúc này không còn là một người tấn công mà tầm 10 người còn lại toàn bộ bổ vây đến cô Khương Hàm Nguyên nhanh chóng lùi về cạnh ngựa mình. Xí thư cho là cô định lên ngựa chạy thoát. Đây chắc chắn là không thể, cũng không vội. Nào ngờ cô lợi dụng thân ngựa che chắn, lấy thứ đồ trong túi ra treo cạnh yên ngựa, đột nhiên quát. Xí thư. Lục vương tử theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đoạn dây thừng như rắn quấn bay tới đầu mình, chụp vào người y, lập tức siết chặt. Là sợi thòng lọng. Đây là thòng lọng dùng khi đi săn dành để chụp chân giã thu cỡ lớn hoặc để chuồng ngựa dùng bắt ngựa mạnh. Y không ngờ, mình lại thành mục tiêu bị trói, định rút đao bên hông cắt đứt dây thừng, chậm một bước, phía bên kia, Khương Hàm Nguyên đã móc đầu dây vào yên ngựa, kéo thòng lọng một phát, thòng lọng thắt chặt, chụp chết trên người Y, tiếp đó dùng chuôi đao vỗ mạnh trên mông ngựa. Ngựa bị đau chấn kinh, tung vó phi nước đại thẳng tới. Lục vương tử bị tóm ngã xuống đất tại chỗ, hoàn toàn không cách nào tránh thoát, chớp mắt đã bị con ngựa đang chấn kinh kéo đi mấy trường. Mười thủ hạ của y bị biến cố chấn kinh đến ngây người, đợi kịp phản ứng, không màng đến Khương Hàm Nguyên, dối rít lên ngựa đuổi theo cứu chủ. Cách này chỉ có thể tạm thời giải vây, chờ sĩ thư được cứu, với tính tình của gã, sẽ không bỏ qua như thế. Khương Hàm Nguyên ngó bốn bề. Nắng chiều nặng chiếu, trời sắp tối. Cô lên con ngựa của sĩ thư để lại, thúc ngựa, lập tức nhanh chóng đuổi đến hướng núi rừng bên cạnh. Đúng như cô liệu trước, sau khi xí thư bị ngửa kéo một lát, gặp nguy không loạn, thân thủ cũng cao minh, tự ổn định thân hình, không thèm đếm xỉa dùng lưng trà sát, dãy ruộ rồi thuận lợi rút thanh đoàn đao còn trên người, một đao cắt đứt dây thừng, thoát khỏi hiểm cảnh. Y phục trên lưng y mài nát, rách thành từng mảnh, cách lớp vải rách nát, da thịt bật máu, đau rát nóng bỏng. Y nằm trên đất, thở phì phò, chật vật hết sức. Bọn thủ hạ cuối cùng đuổi tới, kinh hoàng thình tội, dìu y dậy, định xem xử lý vết thương sau lưng y. Mặt y âm trầm, một phát gạt đi cánh tay đưa tới giúp mình, chỉ nhận lấy y phục, mặc lên người. Sắc trời càng mờ tối, cả đám không dám lên tiếng, nô khiếu, tay võ sĩ đầu lĩnh trong đám trần trừ một lúc, rốt cuộc nói. Nam Vương, người ắt đã chạy thoát, chúng ta có nên mau chóng lên đường không? Bắt nữ tướng quân Vương Phi Đại ngụy vốn là hành động thừa cơ bất chợt. Có thể thành công thì tốt nhất, không thành, cũng không tính là tổn thất, vì vốn dĩ không ngờ cơ hội như thế sẽ đến. Mục đích chính yếu nhất hiện giờ của chúng là mau chóng an toàn rời địa phận Trường An về Yến U. Thủ hạ trong thành đã báo trước đã mấy ngày không ra đúng hẹn, mất liên hệ, nhất định 10 phần hết 89 là bị bắt. Lúc này nói không chừng, không biết nơi nào, quan quân nước ngụy đang khắp nơi lùng bắt bọn hắn. Cặp mắt xí thư chầm chầm nhìn phía trước. Hoàng hôn bao phủ, rừng núi phía tối tăm trùng điệp, có những bóng chim bay về núi rừng sang lại xoáy phát ra trận trận ồn ào đuổi theo bắt lấy cô ta y nghiến chặt chân răng hạ lệnh phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn